Việt xin kính chào quý vị. Hôm nay Việt có mặt tại công viên ánh sáng. Công viên ánh sáng của thủ đô Hà Nội để giới thiệu với quý vị những ánh sáng lung linh đẹp mê lòng người ở một công viên mà cũng không cách xa trung tâm thủ đô là mấy. Mời quý vị vào bên trong công viên ánh sáng để tham quan và xem những ánh sáng rất là lung linh, rất là rực rỡ đây quý vị. Quý vị, đây chính là công viên ánh sáng mà Việt sẽ giới thiệu với quý vị. Rất đẹp, Việt sẽ quay sơ qua cho quý vị xem, rất lung linh. Quý vị đi từ ngã tư Pháp Vân đi về phía cầu Thanh Trì, đi khoảng 500m. 500m thì quý vị nhìn phía bên tay phải sẽ có đường rẽ vào công viên Yên Sở đây quý vị. Khi quý vị đi qua đây thì quý vị sẽ bị sức hút bởi những ánh sáng mà ở đây phát ra, rất là đẹp quý vị. Việt sẽ mời quý vị đi vào bên trong để khám phá những ánh sáng lung linh huyền ảo, rất đẹp. Việt thấy công viên ánh sáng Yên Sở thì lung linh lộng lẫy nhất của thủ đô đây quý vị. Rất đẹp. Rất đẹp. Việt sẽ mời quý vị vào bên trong để tham quan như là khám phá những nét đẹp của công viên hay quý vị. Đây quý vị, rất là lóng lánh. Các bạn trẻ còn rất nhiều thời gian rảnh, hãy dẫn nhau tới đây đi dạo qua những ánh điện cũng như là khám phá những nét đẹp về công viên ánh sáng. Đi vào là hai con rồng đây quý vị. Rất đẹp. Việt sẽ đi vào bên trong để xem sự lung linh của công viên. Rất đẹp. Rất đông các bạn trẻ đi dạo đây quý vị.
rất đẹp. Việt mời quý vị đi cùng Việt. Quý vị xem thấy hay hãy cho Việt một like, subscribe cũng như đăng ký kênh giúp Việt. Nếu quý vị chưa ưng ý thì quý vị hãy góp ý, nhận xét ở bên dưới để Việt quay ngày càng hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Rất đẹp của quý vị. Rất đẹp. Những bông hoa sen. Xanh có. Đỏ có này, hồng có này quý vị. Rất đẹp. Xong tiếp theo Việt sẽ mời quý vị vào trong. Quá đẹp. Thiên đường ánh sáng. Rất đẹp luôn quý vị. Mời quý vị vào bên trong để xem tiếp. Rất là rực rỡ. Quý vị trẻ tuổi hãy tới đây để khám phá, đi dạo cũng như là tận hưởng rất là ngọt ngào ở bên dưới những ánh điện này nha các bạn. Rất đẹp. Đây quý vị. Rất đẹp. Hình ông sao được kết to dần to dần. Rất đẹp. Việt sẽ mời quý vị vào bên trong để xem tháp. Eiffel của Pháp này. Rất đẹp. Rất lãng mạn. Tối quý vị ra thì hãy nhớ mang theo vợ cũng như là mang người yêu ra đây nhé quý vị. Quý vị đừng đi một mình. Việc đi một mình thì thấy hơi buồn. Hơi thiếu thiếu một cảm giác gì đấy. Rất đẹp.
Thì tháp Eiffel khá đẹp đấy quý vị. Tháp có rất nhiều màu. Rất đẹp. Việt vào đây Việt gần như bị lạc lối quý vị, vì không gian ở đây rất là lung linh. Rất là đẹp. Hai đồng tiền vàng. Rất đẹp. Những chú hươu cao cổ đây quý vị. Xa xa là có những chú chó, như là những chú hạc. Rất đẹp. Sẽ mời quý vị đi xem tiếp. Khá long lanh nha quý vị. Rất đẹp. Việt sẽ mời quý vị đi dạo con đường mà toàn hoa. Hoa này là toàn hoa ánh sáng nha quý vị, chứ không phải là hoa thật, hoa tự nhiên. Đây quý vị, không khí hết sức lãng mạn. Những bông hoa cho ra ánh sáng nhìn rất là tươi, rất đẹp. Mời quý vị đi khám phá tiếp ở trong công viên ánh sáng. Rất là rực rỡ. Những bông hoa ánh sáng màu hồng khá đẹp đấy quý vị. Bông hoa màu trắng.
Không khí ở đây rất tuyệt vời, rất là trong lành, và được ngắm những ánh điện lung linh nữa thì rất là tuyệt vời quý vị. Rất đẹp. Quý vị tới đây quý vị sẽ thấy là có cái gì đấy nó lãng mạn, có cái gì đấy nó tươi trẻ. Nên là quý vị có một chút tuổi thì hãy tới đây để cảm giác mình được trẻ lại hơn, cảm thấy yêu ánh sáng hơn. Rất đẹp. Đây là hình chiếc quạt nha quý vị. Rất đẹp. Mời quý vị đi xem tiếp. Việt sẽ tới cái thuyền ánh sáng. Rất đẹp. Rất tuyệt vời quý vị. Quý vị rảnh hãy dành thời gian buổi tối đến đây để ngắm những hình ảnh rất là lung linh, rất là huyền ảo. Rất đẹp của quý vị. Rất đông các bạn trẻ đi tham quan. Việt sẽ mời quý vị đi vào trong một con đường hầm xung quanh toàn ánh sáng. Đây quý vị. Khá đẹp. Đẹp quá quý vị. Quý vị hãy dừng lại mấy phút để ngắm những bức tường hầm ánh sáng đây quý vị. Rất đẹp. Nếu quý vị không tới đây được thì lúc nào rảnh quý vị hãy lên trang YouTube của Việt Hà Nội Travel để ngắm nhìn những con đường hầm ánh sáng nha quý vị. Rất đẹp. Đảm bảo quý vị sẽ tươi trẻ hơn, tràn đầy năng lượng hơn. Rất đẹp. Việt sẽ quay bên hông của đường hầm cho quý vị xem.
rất đẹp. Nhất là chị em có yêu mến hình nghệ thuật, Việt thấy là tới đây chụp hoặc ghi lại những bức hình cũng sẽ rất đẹp. Đây các bạn nhìn thấy cảnh này mà chụp hình lên thì lên những bức hình thì gọi là viên mãn luôn. Rất đẹp. Đẹp quá quý vị. Rất đẹp. Việt xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã xem những ngày Việt chia sẻ những hình ảnh về công viên ánh sáng. Chúc quý vị sức khỏe, thành công. Hẹn gặp lại quý vị ở video tới của Việt.